trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Con năm đời con sống chưa tràn lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Con năm đời con sống chưa tràn lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sống sao thơm tươi tình sâu. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
tràn đầy lửa yêu mến. Thánh tâm Chúa nguồn mạch sống thiên đường, Thánh tâm Giêsu luôn nấp ủ thế nhân, Thánh tâm Giêsu mời gọi đàn con tới, Thánh tâm Giêsu là nơi có. Tràn đầy hồng ngang, Thánh tâm Chúa rạng ngời trời đất mới, Thánh tâm Chúa là nguồn ơn cứu độ, Thánh tâm Chúa ngàn lần cần đền đáp, Thánh tâm Chúa nguồn mạch lãnh ơn trời, Thánh tâm Giêsu luôn nấp ủ thế nhân, Thánh tâm Giêsu mời gọi đàn con tới, Thánh tâm Giêsu là nơi con nương náu, Thánh tâm Giêsu ban tràn trọng thật uy linh, Thánh tâm Chúa nhận lời con đáp đền, Thánh tâm Chúa
Chúa dụng lòng cậy tin mến, thánh tâm Chúa chịu nhục gánh tội đời, thánh tâm Giêsu luôn nấp ủ thế nhân, thánh tâm Giêsu mời gọi đàn con tới, thánh tâm Giêsu là nơi con nương náu, thánh tâm Giêsu ban tràn đầy hồng ân, thánh tâm Giêsu cứu thế đưa con vào nước hằng sáng. Chẳng còn vương vấn, dâng mang sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đây, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngay trời, đem thân dại dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Những sao vô tâm bạc tình dành cho Ngài thập hình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. Lần tan vỡ trong tình mến thương vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thơ. Yêu thương là thế đây, tình yêu ôi thắm thiết nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Xin hy sinh cuộc đời, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon,
xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc chúng ta hãy chạy đến một thánh tâm người để chúng ta hơi người bài học kiên cường và
Bye.
ở bên ta chúng ta đã có một công đoạn tiêm cho nó ra ngoài, hay tiêm cho nó ra ngoài, tiêm cho nó ra ngoài. Thế thì đây chúng ta vô này muốn diễn tả rằng trái tim của Chúa Giêsu là trung tâm và là để tình yêu của Ngài thôi, chứ không phải tim của Ngài ở bên ngoài. Mà ta muốn diễn tả cho cảnh để diễn tả cái gì sâu xa ở bên trong. Chứ khi Chúa hết lòng người, Giêsu trở nên giống như chúng ta ngoài nhà, chỉ từ chỗ thế Ngài cũng mang những quả kim nhân ngọt như chúng ta. Tuy nhiên, trái tim của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là một trái tim của một con người bình thường, nhưng là một trái tim của Thiên Chúa làm được để chúng ta. Nó khác với chúng ta, trái tim của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu là một trái tim của Thiên Chúa làm được. Còn chúng ta thì hoàn toàn là trái tim của con người phạm phu. Trên ngày đấy để hoàn cả cho chúng ta phải tình yêu Thiên Chúa qua trái tim ấy đã thổn thức đi thế người thân là thành ra ta vô qua đời. Ngài chắc lòng thương như thế quả chân bơ bơ bất tưởng con người thân khắc. Ngài cha hữu vấn người tổ tổ sau cùng trên đoạn đá cái kia đã trao ra thế quả máu cuối cùng để rồi từ cạnh thần của người tuôn đổ bao nhiêu thành thiết lập các bí tích từ cạnh thần của Ngài là thiết lập các bí tích là đấy. Điều Chúa Giêsu muốn chúng ta học đơn giản không phải là tuy hành, không phải là chức năng, nhưng là sự hiện tại và tiêu được như vậy là có. Anh em hãy đến với tôi vì tôi, anh em học với tôi vì tôi hiện tại và kiếm được trong lòng. Chứ không phải là đi tìm những dấu ạ, mà học đơn giản cái bài học của tự nhiên kiếm được và hiểu được. Ngày nay chúng ta biết bạo lực ngày càng trở nên phổ biến và có mặt khắp nơi, thì lâu dài sẽ có thể thu về được kiếm được quả thực có mặt thế này. Người ta chỉ muốn tranh giành, muốn tranh giành dùng bạo lực và cứu toàn trong ta thấy như Canada và nước Nga chỉ dùng chúng ta ngày nào có thể hết. Ở đây đến nước Việt Nam chúng ta đây ở Đà Lạt có những cái sự bảo hòa, người ta không thể nói chuyện với nhau và chỉ kêu được mà cũng chúng ta liền bảo cái điều cứ liên tục kêu được liền cầu vì chúng ta cứ thật là khó thể thế, nhưng chúng ta đã cố gắng kiên trì cầu nguyện muốn thế của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng biết là như thế. Vì nếu như được mà một số tinh thần sẽ trở thành ác thủ. Vì nếu như được mà nguyên tổ Adam em bà đã chống lại Thiên Chúa, nước Nga là nước Thiên Chúa nên đã chống lại Thiên Chúa. Vì nếu như được mà mọi người muốn xây các ban em để lên trời không cần Thiên Chúa nữa, và biết bao nhiêu sự câu chuyện bi thương của sự thiếu kiên nhẫn vẫn xảy ra hàng ngày xung quanh đời sống của chúng ta. Thế nên sự hiện lành và kiên nhẫn vẫn luôn luôn là tất cả của chúng ta hàng ngày. Người ta vẫn nói là một sự gì chỉ sự lành là đời nói đời một chút rồi bỏ hết chuyện sống yêu thương với một thế giới đầy những đất mù và lạc lối không đơn giản chút nào. Và để sống yêu thương như Chúa thì làm cả có thể làm chúng ta có những đem trái tim của chúng ta đặt ở trong lòng đường của chúng ta, mà chúng ta có thể là trái tim của chúng ta trên bàn tay để giúp đỡ cho người khác, đặt trái tim trên mắt của chúng ta để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân, đặt trái tim của chúng ta trên miệng của mình để nói lời tha thứ với những ai đang gặp sự bất hạnh. Chúng ta có thể đặt trái tim của chúng ta ở trên đôi tay
thần thái sẽ không thể sống được nếu không có thái gì. Cũng vậy, làm người không thể có tấm lòng vì cuộc sống thì có thù thật và đối đó là đối nguy hiểm gây ra sự chết chóc. Nên mình sẽ thành tâm là hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một trái tim hiền lành và yêu thương như Chúa để chúng ta có thể sống yêu thương và yêu thương hết cả mọi người. Tôi tin vì một Thiên Chúa là cha toàn năng. Thánh tâm đúng như Chúa muốn, đó là ngoài việc tham dự thánh lễ
và tôn sùng trái tin trong gia đình. Con biết sống bác ái và công bằng với hết thảy mọi người. Thank you.
Chúa, và các tòa, các tự hợp, các tự hợp,
muôn đời.
Vậy Chúa xin cho biết tình yêu này mà lôi kéo chúng con đến cùng Đức Kitô con một Chúa để chúng con được cháy lửa yêu mến đồng đàn và biết là ta người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con. Chúa cầu xin ở Đức Kitô thương chúng con. Ngày 25 là tối thứ
quá khứ thì được nhân lên từ của họ, từ cha từ mẹ, từ lễ nhớ, từ lễ kính, từ lễ trọng, từ thánh con chúng ta đã biết tạo rồi, biết tôn trọng, nhưng mà ở tới quá khứ chúng ta đã không còn như từ mà 18 30 Oh,